School things. Ken thân mến, chủ đề bài học ngày hôm nay là về đồ dùng học tập. Vậy chúng mình hãy cùng tìm hiểu xem những từ vựng và cấu trúc câu nào Ken sẽ học trong bài học của ngày hôm nay nhé. Now first up, vocabulary. We are going to learn rubber. Rubber. Ruler. Ruler. Pencil. Pencil. Book. Book. Pencil case. Pencil case. Notebook. Notebook. School bag. School bag. These. These. And those. Those. In the model sentences, we have this is, that is, and school things. These are, those are, and school things.